Nhưng mà các em chú ý này, ngay cả ví dụ như tốt C, vitamin C dạng chú bọt hay Veruca gì đó, có là dạng viên nén chú bọt. Nhưng mà giữa nó với cái viên nén chú bọt á, các em bỏ vô ly nước trong vòng 30 giây nó hoàn toàn hết, nó trở thành dạng gì? Dung dịch. Tôi thí dụ nha, tôi uống viên các em ra, em này uống viên bằng rồi, tôi nói thuốc, thuốc nhập luôn đi. Dĩ nhiên, tôi uống các em ra, dầm máu nhận hơn. Tại nếu dạng dung dịch, cái nào nó hấp thu liền. Còn thằng kia phải chờ thời gian gì? Tan rã. Nhưng mà nói giờ vô cái sinh thể dụng, thì dĩ nhiên là viên dung dịch, sinh thể dụng nó sẽ cao hơn. Phải không? Viên các em không thích nó hết. Nhưng mà phải tùy theo cái đối tượng mà dùng cho thích hợp, chứ không phải lúc nào tôi cũng dùng viên sữa bọt hết. Thứ nhất là gian lận, có nghĩa là các bạn chú đó không muốn xài sữa bọt. Nhưng mà bây giờ ví dụ như tôi mới cắt amida, tôi đau á, tôi phải uống bà ra, mà tôi uống viên nén thì nghe tôi cắt xước vô cái tôi chảy máu sao, tôi phải uống viên nén sữa bọt phải không, chạy nước nó vô nó không có đau. Nhưng bây giờ bệnh nhân A này nè bị cao huyết áp, bị suy thận, không dám uống. Lý do cái hoạt chất của nó là bao ra rồi là acetaminophen, nhưng mà tác dược của nó là natriuricarbonate NaHCO3 với axit hữu cơ, axit citric, axit lactic. Nhưng mà khi gặp nước, axit gặp bao giờ cái gặp muối natri citrat, natri lactat cộng với CO2 thì nước. Và CO2 là cái sủi bọt lên rồi. Dĩ nhiên mấy em phải đợi cho nó tan hết chứ phải không? Bọt nó bay hết cho mấy em đang sủi bọt nó muốn vô CO2 cắt như vậy thôi. Nhưng mà muối nó thôi đi, thì muối tạo thành bắt đầu nó vô như vậy, nó hấp thu vào máu, phù giữ nước, mà muối này chi là tăng huyết áp. Cho nên mấy người mà có kim muối, nói chung là nói gì kim muối không nên dùng nhiều, tránh dùng nhiều, lâu lâu uống viên thì cũng đỡ. Nhưng mà đừng coi nó là ví dụ như uống xe, đừng coi nó là tôi ăn nước giải khát mà uống, phải không? Nó là thuốc đó, chứ không phải là phẩm chức năng đâu. Vô tình uống lượng muối rất là nhiều, cho nên phải lưu ý cái cách dùng, tư vấn cho người ta. Rồi viên nén nhai có không? Có viên ma lóc nhớ không? Mấy em nhai rồi mấy em mới nuốt, hoặc là viên gì nhai đó thì uống sáng, phải không? Thuốc sổ lãi. Dĩ nhiên cái phản ứng nó nhanh thôi, chắc phải gì? Giống như mấy em bột đá dô với cục đá dô thì phản ứng nhanh. Tại vì cơ chế là không có học, thằng này là axit, này là bây giờ mà axit nhôm, axit magie, nó phản ứng với axit như vậy là HCl, phải không? Cho nên nhai nó tác dụng nhanh hơn là vậy thôi. Nhưng mà những cái viên nén mà không thích chậm viên nén mà bao tiêm có cần dám nhai không? Nhai là hư nốt liền, ta đã bao tiêm cho nó tan ở ruột mà nó nhai là nó sẽ tăng như vậy. Vậy viên đặc phụ pha, viên đặc phụ pha thì nó có dạng viên chính đó nha. Cái này thì cách sử dụng hay hướng dẫn cho người ta. Tôi có kỷ niệm là năm 2095 mới ra trường năm 96 khi bắt thuốc từ thiện á, đó hoạt động linh đoàn thanh niên là còn tu đó, lúc đó chưa có gia đình nên đủ đi rồi đi rồi, nên tôi mới đủ các em đó giáo viên giảng văn của trường mình, em nói dành nổi lên đi lên Sài Gòn đi bắt thuốc. Thì bắt thuốc lúc đó thì ở cái chợ mới An Giang á mà nước nổi á, những cái gò cao cao á. Rồi phát xong cái chưa đi ăn cơm á, cái tôi mới hỏi nha, em có chỉ mà đặt không, này là thuốc đặt á, đặt không đạo rồi đó, nhiễm nấm rồi nhiễm trùng không, em kêu uống hết rồi. tôi chuyện trắng luôn, bây giờ nó dễ cho con kệ uống nhưng mà đâu có tác dụng được, phải không? Đâu đi ngược ra được. Cho nên là mình cái dạng thuốc, cái cách sử dụng chúng ta phải nắm nha. Có người bị dạng sủi bọt kêu nuốt nữa đó, do sao nghe được nó kêu. Thứ hai là cái cách ký hiệu chúng ta phải nắm. Mấy em biết thì khi mà bác sĩ kê đơn người ta cũng phải biết cái này nha, sinh dược mấy em và này là phản thuốc người ta phải giải thích. Ví dụ như adalat thì là A thì viết tắt là lon tắc tư, là tác dụng kéo dài, chứ không phải là adalat của lon an.
hoặc là nãy thầy nói bên là lắp gió đúng không em, là dựng đồng đồng cao ha, hoặc là bên đây là FE là không tính chậm đó. Thì mình thấy những cái ký hiệu này mình sẽ biết tư vấn ha, hoặc là cái người kia đơn người ta phải nắm chứ không là sẽ sai. Thuốc tiêm thì dĩ nhiên là cái thuốc tiêm này thì các em thấy cái độ tinh khiết và yêu cầu nó bị cao ha. Thì hồi nãy thầy có nói cái mặt sử dụng đó rồi, thì cái thuốc tiêm có thể là dạng dung dịch hỗn dịch hoặc là bột pha tiêm, bột pha tiêm, cho nên là em thấy tiêm pha thì phải đúng cái diện tích cái nhà sản xuất là tiêm đó. Ở dưới bệnh viện này thì gặp trường hợp như này Prednisolone, năm A ta kêu là Hydrocortisone nhé. Năm A đó là bột, năm A là 5ml nước cấp hoặc là giờ cái nước muối ăn trưa. Mà chích 5ml đó nó lâu, như nên ao rồi nha. Nhất là tiêm bắp khoảng 2ml, 3ml là chích 5ml gì nữa. Còn là tiêm mạch, cái em điều dưỡng này tự động bỏ hết 2ml của ta, pha của ba tiêm cho nó nhanh, chứ mình nhanh không có đau. Cái pha bỏ 2ml, cái bắt đầu nó không tan, mấy em nó lợn cờ. Cái chụp, nó bác sĩ nó là thuốc không chất lượng, thuốc không tan. Kêu em gọi điện dung dưỡng xuống, cái em này là dịch trung ha. Em này tư duy cao hơn mấy em bác sĩ á. Em này nhìn qua, thấy 2ml nước ớt á, bỏ qua cái này, lấy được hình chụp hình này. Rồi không nói cho á. Để nói không có thể nào không có nghe đâu. Chứ thứ hai là thấy trình độ dung cấp không có chịu đó. Kêu thầy em xuống đi. Cái em kêu không xuống. Tôi để cho ngày mai lên giao ban nghe thầy nói. Tôi biết tôi đón ngày mai giao ban nói. Tôi đưa cái nó lại, tôi đưa cái thành lên cho cái nó coi này. Nói em thấy vậy. Dĩ nhiên làm sao mà nó đồng tan, nó bạc tan tự tan. Cái nhà sản xuất lại nói là ba vừa đủ 5ml dung cấp và tiêm rồi. Tại pha của ba nước sao nó đủ độ tan mà nó tan. Cái này tôi nói trình độ sơ cấp là ta cũng hiểu chi chi đại học nó đại không. Cái này là kiến thức quá cơ bản không, đưa cái 2ml bỏ ra đó thì ta mình đi la cái em dùng chôn rồi nói là cái hạt thuốc này là chất lượng thì nghĩ là không thu hút, nên cái gì mình phải phân tích nên sử dụng từ hơi quá nóng giọng hay là hồ đồ bị hoài nha, chứ đừng có em mà học cứng cái ác hay là ví dụ như phát thuốc vậy trùng tên rồi nha, thôi mình kêu quá là ở kia phòng đi, cái ông Mỹ Nhân A, hai ông Mỹ Nhân A chung nha, các cổ viên á, ông Mỹ Nhân A thì xuất viện, ông Mỹ Nhân A kia phòng thì vậy cái cho thuốc không xuất viện, kêu ra nhà thuốc mua thuốc về không chính xác để Mỹ Nhân A có mặt, cái ông mà xuất viện á thì nằm bên trong, còn ông mà đang bệnh thì nằm cái giường phía ngoài ngay cửa mà cái em bị dưỡng không chịu vô bệnh phòng đó, cái bệnh nhân nó dạ có mặt cái nè đơn thuốc này thì ra nhà thuốc mua, cái ra nhà thuốc thì chỉ có một ông Mỹ Nhân A thôi chứ gì nữa, thì em này đọc lên ông Mỹ Nhân A rồi bán thuốc xong cái ông mà bác sĩ trưởng ba có cái chụp thấy cái gói thuốc đâu đúng quy định, bắt đầu gọi điện bấm vốn em là ra coi nhà thuốc đây bán thuốc không có đúng, rồi bệnh nhân uống miệng rồi bệnh nhân nguy hiểm là tử vong 2 triệu này, cái tôi mới ra nhà thuốc mà nhà thuốc phải tôi quản lý mà, nhưng mà tôi phụ trách nhân viên nó hỏi sao em bán thuốc mà không đọc tên là nhân viên em có đọc thì mà đúng là bệnh nhân này vô luôn, thì xuống ra cái phát hiện ra là trùng tên em điều dưỡng từ sai đi sai sao làm em điều dưỡng nữa, nói anh không câu lại câu là em điều dưỡng của anh chứ ta tự nhiên là chịu quan cho nên là cũng gặp chặn ngoài anh, mà thậm chí như nè cái chị mà trưởng khoa xương lát gì cũng bị ông này luôn, ông này giỏi chuyên môn điện nhưng mà hồ đồ quá xét nghiệm đi ông đồ á em mới xét nghiệm xong cái cũng tiếng sao không cho xét nghiệm lại nè, không cho sao xét nghiệm lại nửa tiếng hay tiếng không một ngày tiếng nè, cái thấy tất
tăng kêu đồ nó tăng lên nhanh vậy đó, kali methi rồi nó tăng lên, ổng xuống ổng vốn nói là cái máy này dẹp đi, máy xét nghiệm này dẹp đi, quy trình dẹp đi, mới xét nghiệm có tiếng hay tiếng và dòng nó không thể nào mà nó thay đổi nhanh như vậy. Cái ba cô này tức quá đổ xuống, quy trình sao bây giờ, nãy em thấy sao, cái em giữ nó thiệt, nãy em thấy cái ven đang chìm mà đang chìm đạm rồi đang chìm đạm chìm vô là rồi thay vì hút mạnh ra chích một cái mạch khác hút máu nào mà cho em rút cái dòi em phá dòi ra rút cái kim hút máu thì cái thuốc ta mới chìm vô ngay của ta luôn thì bị ông ta phải rồi đúng không, cái quy trình là kiện có đúng mình sẽ con người ta đi lại cái quy trình là tốt hay không là cái gì bác sĩ này cũng quan trọng. Đó thì cái tim thì pha, những tim này pha là những cái bộ nó dính trên cái thận cho nên bơm cái nước đất hoặc là natri vô ngay cái thận đó luôn, cái chân trâu đi xuống chứ mình bơm thẳng á thì cái thận nó không có thì cái cả dịch truyền như vậy thực hiện như là chúng ta phải lưu ý không tùy tiện pha dung dịch tiêm vô dung dịch đình nhiệm, tức là đang truyền cho kiềm cái kháng sinh truyền cái kêu là tim mạch xếp nicidin 1 gram mỗi 8 giờ và cái ông này đang truyền đang truyền nicidin carbonate thay vì chích mạch cho bệnh nhân thấy đau á thấy cái này thì bơm thẳng vô nó cũng truyền vô thôi nó cũng vô em cũng vô máu là bơm vô thấy nó nổ đó là tương kỵ ha, tại vì ngay khi là chỉ kiềm còn xếp taxi là axit thì nó gây muối nè muối tổ đúng không, ngay lập tức làm sao phá cái van dọn lại cái thôi cái nghẽn mạch chết nha cho nên là cách sử dụng chúng ta phải tập hướng ha. Đó thì đây là một số dạng chúng ta cũng phải lưu ý. Bây giờ thầy nói ví dụ như thuốc dùng mài, thuốc nhỏ mắt nè, thuốc bôi lên da, thuốc miệng ha, và dạng thuốc dùng mài cái đường dồn đó nha, chứ không phải là đây là xuất miệng cái thuốc mà gơ miệng là theo mấy em dùng mài hay dùng châm nha. Ví dụ Listerine dùng 5 tiện dùng mài ha, cái mài là dùng châm đó, gơ miệng xong rồi nuốt là thôi là dùng châm thầy mấy em lưu ý là ví dụ như thuốc nhỏ mắt mấy em để ý ngoại trừ cái chai mà thuốc nhỏ mắt và nước mắt nhân tạo thấy không thì nó 10 ml thôi, ngoài ra là 5 ml trở lại không bình thường thôi, có chai có 20 ml thôi, lý do nó bị vô khuẩn tinh khiết và khi mở nắp ra thì không được xài quá ba người nhà nhiều quá mấy em xài là nó nhiễm khuẩn cho nên là phải hết thì mua chai khác. Mà giờ cái mắt nhân tạo nó không bị ra có 1 ml, còn nhiều là phải không thể tích phải dưới 5. Và khi nhỏ mình lưu ý thế này, tại vì mục đích đó, ví dụ như kháng sinh thì nó tiếp xúc lên cái niêm mạc mắt, giác mạc mắt, chứ không phải là hấp thu vào máu, nó thu vào máu thì nó uống với chích cho ai khi nhỏ, phải không? Nhưng mà khi mình nhỏ lên như vậy nè, thì một cái giọt thuốc như thế nè, và nó sẽ trôi xuống hốc mắt, và hốc mắt chỉ chứa tối đa 2 giọt. Nên bác sĩ kêu là ngày 2 lần mỗi lần từ 1 đến 2 giọt chứ không có ghi 3. Giọt thứ 3 là nó trào ra, thuốc nhỏ mắt nó mất tiền lắm bạn. Ví dụ cha ba ra chị lô cơ nó đem 23 ml mà chai cái 600 ngàn, phải không? Cho nên là phải tiết kiệm, cho nên là mong muốn của mình là cái giọt thuốc này nó phải lên cái giác mạc cho mà đều phải tiền mà nó giờ nó xuống cái giọt đủ như đây. Cho nên trước khi nhỏ á, cái tay sạch tư thế nằm xong á, người ta mới cái tay này nè, phải giống như massage mắt vậy, ta đẩy cho thuốc nó lên nhẹ nhẹ vậy nè, mới mổ đẩy sao xuất chảy phải không, nhẹ nhẹ vậy nè thuốc nó lên. Cái hai là thỉnh thoảng em nhỏ em uống miếng nó nhanh tắt, có nghĩa là em tiếng lệ đó xuống mất đi một lượng thuốc. Đó không? Nó không đảm bảo được cái lượng thuốc ở trên mắt, cho nên dùng cái tay này chặt ngay cái bé này nè, ấn vô như này, điểm thầm trong đầu là từ 1 đến 10, điểm đó mình.